Hồng Vân và Quốc Hường. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng Sương. Em thì thích những cái cô mà tóc dài vậy. Có mặt nào cứ đi cương dây hoài em cứ vậy, rồi chậm chạp, nói chung là tỷ tỷ tóc xấu luôn. Ngay sau đây, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Ê, khoan rồi. À, tôi nói là có một cái gì đó đặc biệt, thì bây giờ tôi phát hiện rồi. Đặc biệt đầu tiên đó là chồng và vợ có chiều cao bằng nhau. Trời ơi, chị. À, em xin đính chính lại là thật ra cũng bằng nhau thiệt. Ủa vậy đó hả? Danh viên này có gì? Đó, đặc biệt là đó. À, bây giờ giới thiệu về mình đi nào. Em tên là Đinh Hiền, điển hình là Đinh Hiền. Em là giảng viên trường đại học. Đinh Hiền điển hình á. À, Đinh Hiền điển hình. Điển hình năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 29 tuổi. À, giảng viên mà bên khoa nào hiện á? Dạ em bên khoa khoa học máy tính. Thế còn em? Dạ em tên là Lan Di, năm nay em 26 tuổi và hiện nay là em ở nhà nội trợ. Nếu anh đó không lầm là chắc em là hồi xưa là đi học rồi gặp ông thầy này, ông rồi cô ông thầy đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc chắn là có rất nhiều điều thú vị nằm trong chương trình ngày hôm nay. Ha. À, rồi bây giờ là kể về cái mối tình của hai bạn khi mà còn lúc mà theo đuổi và phát hiện nhau đi. Dạ, hai tụi em gặp nhau lần đầu tiên là tại giảng đường đại học luôn. Em là sinh viên còn ảnh là giảng viên. Ấn tượng về nhau thì hầu như là không có gì hết. Em chỉ thấy thầy rất là mập. À, mặt không sáng sủa, nói chung là không có gì ấn tượng. Trời ơi, trời nói quá vậy. Ấn tượng của vợ người chồng đó chứ là không có gì ấn tượng. À. Thầy sao thầy để trò nó nói mình rồi, quá vậy? Vợ em thì lúc đó là cũng không ấn tượng như vợ. Tại vì em thì thích những cái cô mà tóc dài. Còn vợ em lúc đó là tóc quăn. Là em không có để luôn. Có nghĩa là cũng không ấn tượng gì về vợ luôn. Dạ, không ấn tượng. Ủa vậy thì điều gì để cho hai vợ chồng ấn tượng? Cái ban đầu em nghĩ thầy giáo thì em nên giao lưu với thầy giáo rồi em có làm quen chắc chích theo kiểu thầy thôi. Sau khi ra trường thì ảnh nói ảnh thích em rồi ảnh theo đuổi em. À, vậy đó từ hả? Đây, từ đây rồi. Vợ em tốt nghiệp xong rồi thì em mới hẹn với bạn em là giống như mình đi chơi uống nước cà phê. Thế sau quá trình đi chơi cái mình thấy là cái cô này có vẻ như hợp với mình. Thì cái bắt đầu cái mình mới tìm cách để mình cua. Từ khi mà phát hiện ra thích em thì em ghét. Tại vì hồi đó ảnh rất là mập, 85kg. Rồi ảnh bận đồ rất là ngố nữa. Nói chung là đi chơi vài lần nói chuyện thì em thấy là không có đúng gu. Em thấy theo đuổi em thì em sợ. Em đi về quê làm. Ở quê em ở đâu? Dạ quê em ở Gia Lai. Thế có lần nào em đi lên Gia Lai em gặp bạn gái em không? Em yêu rồi đó, cái bắt đầu là em mới lên. Mà lên thì cũng rất là cực. Từ Sài Gòn mà lên Gia Lai đi bằng gì? Đi máy bay. Sáng đi chiều về á. Em đuổi lên đó. Em rất là khó chịu. Ví dụ em thấy lên vậy là em sợ mọi người hàng xóm á, họ biết em sợ lắm. Vậy á hả? Trời ơi sợ lắm. Rồi em về luôn. Em không có cho tới nhà dạ, em thì, luôn thì em về. Tại vì em mà không về là vợ em sẽ giận rồi mặt nhăn. Khó chịu. Sao vậy mà là phải lý do sao mà em sợ? Thật ra là em không có thích một người mà vừa mập vừa béo như thế mà đi tán em để cho người ta về người ta cứ ồ có con mập nào cứ đi cuông dây hoài cái gì với lại em không có mến ảnh nữa. Lúc đó buồn là... không hiểu cũng buồn nhưng mà em ơi mình chơi một cái chiêu là mình lên vậy cảm động. Nhưng mà em mất bao nhiêu lần để em đi lên đi xuống kiểu vậy? Em đi khoảng 4-5 lần. 4-5 lần vậy là em không cho ở lại lần nào hả? Dạ không, thực ra lúc đầu thì cũng có bạn bè em biết rồi nói với ba mẹ em nghĩ là thầy rồi hay là bạn lên thì cũng phải tiếp. Rồi cái mời về nhà chơi nhưng mà em cũng khèo khèo em bảo là chơi chút thôi về đi. Coi như là vui thì cho ở lại, buồn thì đuổi về đúng không? Dạ không có vui. Đến bao lâu thì mới chấp nhận anh này? Thực ra là em giao kèo thôi, em khi nào anh xuống 15kg thì mình tính tới chuyện cưới sinh luôn. Hỏi yêu đương gì hết á. Xuống không? Em xuống được 7kg. Dạ 7kg? Dạ. Có nghĩa là đó là một lý do để em chấp nhận làm vợ hả? Dạ thực ra thì em cũng mến nhưng mà em không có thể hiện. Rồi em thấy ảnh chịu tập thể dục sáng tối vậy đó. Thế lẽ 15kg mới cưới rồi 7kg cưới luôn. Dạ. Rồi sau đám cưới em còn tập thể dục nữa không? Dạ không, em vẫn đang giữ nguyên. Đầu tiên em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ 6 tháng. Bây giờ thì đã yêu chưa? Em yêu chồng em chứ. Tức là giờ em là yêu rồi không? Thất vọng nhiều. Ủa gì kỳ vậy? Thất vọng về nhiều thứ lắm. Cái thất vọng của em về ông chồng em là... Rồi rất là lười. Rồi ăn nói rất là kém duyên nữa. Rồi chậm chạp. Nói chung là tỷ tỷ tật xấu luôn. Khuyết điểm quá nhiều. Trong khi người em rất là khó chịu. Tức là em rất là để ý. Ăn em cũng để ý. Đi em cũng để ý. Làm gì em cũng để ý hết. Mà càng để ý thì thầy càng ghét. Một cái tính xấu của vợ em nữa là vợ em là rất là khó chịu. Chuyện rất nhỏ luôn. Ví dụ như em đi vợ em thí dụ nó đi là phải đi bước dài ra, đi nhấc cao chân lên. Em đi lỡ sạch sạch cái. Em đi sao đâu đi chân lên. Thử đi để coi vợ mình nhăn, đi thử trong ra lại coi.
À đó, đi đi đó, đi gì được rồi con nói nữa. Dạ không, đi là phải không không để ra tiếng. À dạ. Đi là kém duyên là kém sao? Anh nói chuyện gọi là hơi vô duyên. Sao mình có thấy mọi người thấy là thầy Hiển có vô duyên không ta? Không à. Thầy Hiển bây giờ nếu muốn nói thầy Hiển ổng ăn nói vô duyên thì phải kể một câu chuyện nào đó điển hình. Thường là anh kể chuyện cho em nghe thì anh cứ kể là em ơi anh có chuyện này kể cho em nghe, cái em là tập trung nghe rồi. Cái xong em anh kể chuyện này cho em nghe, nói câu đó là lặp lại hết mất 5 lần. Sau đó là kêu rồi chứ hôm nay á, cái cô này tức là bạn của anh á là tới chỗ này mà bị đau chân em, rồi hỏi ờ đau chân sao, đau chân á, giống như em không biết vậy đó. Cứ nói lại rồi cứ bắt đầu kêu là không đi được, giờ phải nhờ em gái chở giùm. Mà em gái của cô đó em làm cho việc rất là căng thẳng, kể dài dòng. Lúc cuộc chị có chuyện là chị đã bị đau chân, nhờ em gái chở đến. Mà em gái là mất cái chuyện khóa xe. Là cái nội dung câu chuyện là chỉ có như vậy như đó thôi. Trời anh kể dài. Em thì nôn, em hỏi rồi sao, có chuyện gì đặc sắc không, tình tiết gì không, té vậy mà bị gãy chân luôn rồi hết rồi đó. Rồi hết, rồi rồi. Rồi có hay có cái chuyện gì mà vô duyên hơn nữa không? Ví dụ thay vì kể cho em thì kể cho mẹ em hoặc là mẹ của ảnh là như nào? Dạ có, ví dụ như mẹ mới mua cái xe đi thì ảnh kêu là chứ rồi mua xe chi mới nữa, cái chừng bán á. Mà nó bán nữa là mẹ mua chi vậy, mai mốt đổi xe nữa. Người ta kỹ mới mua gì là phải để xài lâu chứ, cứ nói trước vậy đó. Thôi vậy ông đừng có đi mở hàng người ta nghe không? Sáng sớm đi lại cái tiệm trái cây đó, trời ơi bán nhiều trái cây ngon quá, coi chừng để tới chiều không ai mua. Mà có khi nào vì cái chuyện đó mà nó làm ảnh hưởng cái chuyện giữa em với mẹ chồng dạ em không? Bình thường á, không có mọi người, anh ăn bình thường. Tự nhiên hôm nay có nhà chồng họ hàng ngồi rất là đông, thế là ngồi ăn vậy á, cái nhìn mặt em không dám ăn. Chứ là mấy người mới hỏi là ăn đi Hiển chứ, vì sợ vợ mẹ dữ vậy. Có nghe để cho mẹ hiểu lầm đó phải không? Dạ đúng rồi. Ảnh lén bắt ảnh ăn rồi cái em mở mắt là ảnh không ăn nữa. Mẹ em đâu có cấm gì đâu. Mẹ em đâu có cấm đâu mà cứ làm như vậy, cái xong mọi người kêu trời ơi nó không cho chồng nó ăn kìa. Anh vợ nó giữ quá không cho chồng nó ăn. Không mà vợ em là cũng giữ thiệt. Tưởng tượng cái biển cảm mà lên ngọn không mà ăn mà không ngọn dám ăn rồi nhìn vợ. Vợ lấy chỗ khác kìa. Vợ nhìn cái đầu bỏ xuống lại. Mà bây giờ còn không? Còn, với lại anh rất là lề mề. Nồi anh ngủ dậy là anh lăn qua lăn lại là hết chắc cũng phải 10 phút. Từ nằm mà đến ngồi rồi từ ngồi rồi đứng, đứng. Bước đứng, đứng rồi bước đi là khoảng bao nhiêu lâu? Dạ chắc cũng phải nửa tiếng. Giờ chưa tính là còn vệ sinh buổi sáng là cũng hết nửa tiếng đồng hồ nữa, là anh ra khỏi nhà là rất là trễ rồi. Anh không có chuẩn bị được cái gì cho anh hết. Em phải cất vi tính, cất đồ này, cất cái kia. Anh trễ là anh nói chứ nhanh lên trễ rồi kia, là giống như em làm vậy đó. Trong khi tự ảnh mà lúc nào anh cũng đô hô em hết vậy đó. Em á là nhiều lúc cưới chồng mà nghĩ mình đang ở với con nít vậy đó, tại vì ảnh không biết làm gì hết. Đồ anh đi tắm anh cũng kêu chứ đồ em, hỏi đồ làm gì, đi tắm ở trong tủ anh lấy đi, chỗ nào em, anh không có biết cái gì hết. Thì vậy luôn á hả? Mấy cái đó nó ở trong nhà em ít để ý. Nhưng cái gì cũng phải vợ làm thì mới chịu được. Rồi thầy Hiển, thầy bất ngờ gì ở cô vợ này? Vợ em là cô tính là nhăn, tức là những cái chuyện nhỏ xíu mà cũng nhăn lên, suy diễn ra thành là anh không có thương em. Cái cách nhăn của vợ em là nó khó chịu lắm. Nhăn sao đó? Nhăn mặt y nó lạnh như tiền á, đụng không thèm trả lời. Mình biết nhăn là cái mình giận, em ơi mình đi ăn kem đi. Không, anh yên mình đi. Anh hỏi gì đó nữa. Dạ, còn cái đó nó rất là dữ lắm. Có một lần cái em đi về, cái lúc đó vợ em ở nhà có cái chuyện gì đó buồn mà em biết buồn rồi. Em hỏi có chuyện gì không? Không nói gì hả? Không nói gì thôi. Thì cái em ăn cơm xong cái em lên ngủ. Cái tự nhiên đến tối gì đó, đập 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 em. Cái em hết hồn luôn. Em đang ngủ mà tự nhiên có giống như tưởng như trời đập xuống như gì vậy. Tưởng trời sập à. Tưởng trời sập. Cái em ngủ, cái em thức mình tỉnh dậy. Cái em mới trả lại hỏi, ủa sao, có chuyện gì? Anh không yêu em rồi, anh em vậy mà anh không lo cho em được. Cũng là cào gấu em từng bim tá lã thôi. Rồi cuối cùng sao? Rồi cái em phải hỏi rồi cái chuyện gì, cái bắt đầu mới kể. Có không, nhưng mà nữa, em chưa nói hết câu là đã ngủ mất. Là đã ngủ mất tiêu rồi, không nghe cho có thôi. Thế thì bây giờ em mong muốn ở thầy Hiển thay đổi điều gì nhất? Dạ em mong muốn là anh giảm ký và nhanh nhẹn lên, nói chuyện để ý một chút. Vậy Hiển mong muốn ở gì thay đổi điều gì? Mong muốn vậy em đừng có nhăn em nữa. Khi nào mà hết tính xấu thì em sẽ bớt nhăn, mà không hết được thì em vẫn cứ nhăn thôi. Trời ơi, cái cặp này vui quá à. Thực ra mấy cái mong mỏi của hai người này á, với nhau á, dễ thực hiện mà đâu có gì. Ví dụ như vợ em á, kêu em á là mong em giảm ký và bớt chậm chạp, thì lẽ dĩ nhiên là bạn này giảm ký thì bạn sẽ bớt chậm chạp rồi.
Cái đó là mong một mà được hai đó. Đó rồi cái gì nữa ta? Em mong ảnh chững chạc và người lớn lên. Đẻ cho ông đứa đi, ông thành người lớn liền chứ gì. Thôi em sợ lắm, hay có hai đứa nhỏ nữa em mệt. Không có đâu, em tử sanh đi xong em cứ thảy cho ổng, bắt ổng chăm cái tiệm ông lớn lên à. Ông cảm giác ông phải chở che đó, tại vì bây giờ em chở che ổng không à. Từ đó giờ là mẹ chở che, xong lấy vợ tới vợ chở che. Dạ em đi đâu cũng bảo vậy hết á. Thì đó cho nên bây giờ em phải sanh ra một đứa nhỏ cho ảnh, để ảnh phải chở che cho nó, tự động anh lớn lên à. Ừ. Anh nói thiệt, cái đó liền nói tay đi, liền tay. Ừ. Còn á, em mà nhanh nhẹn em giảm ký được rồi, tự động vợ em hết nhăn à. Vui, vợ vui, chồng vui vậy đó. Kết luận là cái ý của chị Vân đại loại là muốn hai vợ chồng mau chóng có một thành viên mới. Hóa giải được hết cái ước mơ của hai người này về nhau. Cô này hết nhăn, ông này sẽ lớn. Ừ. Em biết không, có con cái á, là tự động á, là thành người lớn nè. Tự động ốm đi nè. Ốm xong rồi râu liền. Râu dài luôn đó. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn anh Phước Thuận.